Anh Nobita ơi, sau này anh đừng có ăn hiếp em nữa nha. Tất nhiên rồi, vợ chồng ai lại thế. Anh hứa đi. Ừ, thì hứa. Anh hứa lại đi. Anh hứa mà. Đàn ông các anh hay phụ bạc dữ lắm. Anh phải hứa lần nữa tôi mới. Thì tao đã bảo tao hứa tao làm rồi. Mày còn lâu thôi nữa tao đấm veo mồm ra bây giờ. Chỉ tay lên trời, yêu em dù đói, úp mặt xuống gối. Nên dê hơi ngại gì. Chèn, tao đố mày tại sao những người sản xuất bánh kẹo lại phải đeo khẩu trang vậy chứ hả? Thì chắc để họ khỏi ăn vụng rồi mà. Bây giờ tao mới hiểu tại sao mày đeo khẩu trang khi mày dọn chuồng heo. Mày, cái trò mày đi. Em xinh quá, em tên gì vậy hả? Dạ, em tên gái. Đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh thì cứ gọi cho anh ha. Dạ. Nobita ơi, con có điện thoại nè. Ừ. Alo, hola, em đó hả? Ủa, ai gọi mà giọng con lạ vậy hả Nobita? Là gái gọi đó mẹ. Cho mày nhờ ha. Mới tí tuổi đầu mà đã học đầu rồi, yêu đương, gái gú gì ở đây. Alo. Mona, tao Nobita đây, nhậu không mày? Nhậu không? Ok ok, mà ở đâu mày? Hả? Ở đâu cũng được hết, không quan trọng. Ok, mà mấy giờ? Mấy giờ cũng được hết, không quan trọng. Ok, vậy nghe. Người ta thường nói, khác thì phải uống. Các nhà khoa học gọi đó là định luật bảo toàn tính mạng. Em à, em có thích ăn rau muống hay không hả? Chuyển chủ đề đi anh ơi, chán quá. Thế em có thích ăn rau dền hay không? Anh đừng có nói chuyện rau cải nữa được không? Nói chuyện khác đi. Vậy thì em có thích ăn thịt lợn không? Tôi không muốn nghe anh nói chuyện đồ ăn nữa. Anh nói chuyện khác đi. Vậy thì nói về chuyện của em gì ha? Dạ. Em có thích ăn rau dền không? Oh shit. Mày cầm cái mồm lại cho bà nhờ. Tao thấy con Su nó đang cặp với một gã to béo đó Nobita. Biết rồi, tao đang chờ nó đây. Mời chờ gì nữa, sao không đập cho nó một trận luôn đi. Chờ đến khi cô ta cặp với thằng nhỏ hơn đi mày ơi.